Xin hân hoan chào đón quý anh chị, chào mừng quý anh chị đã trở lại với cơ sở Hoa Kiển Hùng Thi. Quý anh chị ơi, trước màn hình quý anh chị đang thấy đây là cây trang thái đỏ nha quý anh chị ơi. Hàng rất là đẹp, hàng rất là tuyệt vời, hiện tại hàng đang có bông rất là đẹp luôn. Thì ngoài trang thái đỏ này ra, bên em còn cung cấp những cái loại trang thái ví dụ như màu hồng, màu vàng, màu cam vân vân, và một số mặt hàng cây công trình có hoa khác như là tuyết sơn phi hồ, hồng phụng, bụp đủ màu, và những cái sim tím, những cái kim đồng, và những cái trò liễu hồng vân vân, rất là nhiều mặt hàng cho quý anh chị lựa chọn luôn. Em sẽ để trên màn hình cho quý anh chị dễ lựa chọn hơn nha. Đó, bên em đang có số lượng lớn, giá cả cực kỳ yêu thương luôn. Quý anh chị mình cần alo liền cho Hoa Kiển Hùng Thi với số hotline quen thuộc 0918 708 965. Đó quý anh chị, bây giờ em sẽ giới thiệu đến mọi người một cái rễ của nó nha quý anh chị. Quý anh chị coi hàng như thế này thì đã rất là tuyệt vời rồi nha. Mình cần alo liền cho chúng em nha. Cái rễ nó quá đẹp luôn cả nhà ơi. Hàng như vậy thì mình về mình trồng công trình, thi công công trình rất là ok, cây phát triển cực kỳ tốt luôn nha cả nhà. Đó, cần thì alo liền cho chúng em với số hotline 0918 708 965. Đó, giá cả cực kỳ yêu thương luôn cả nhà ơi. Đó quý anh chị ơi, em sẽ giới thiệu sơ về cái giá thể cho mình trồng được cây trang thái này nha quý anh chị. Đó, nó gồm là sơ dừa, chấu tươi, phân gom mình trộn lại nha. Đó, mình trồng để ra một cái cây trang đẹp như thế này, mình cần giá thể này. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Thì bên em cung cấp luôn giá thể cho quý anh chị luôn nha. Mình mua cây kiển rồi mình mua giá thể bên em luôn. Bên em cung cấp đầy đủ với giá cả cực kỳ yêu thương luôn. Quý anh chị mình cần alo liền cho chúng em nha. Chúng em gửi ảnh thực tế cho quý anh chị, rất là ok. Đó, bên em đang đóng một xe lớn để đi hàng công trình nhỏ này luôn nha cả nhà. Cả nhà cần alo liền cho chúng em nha, 0918 708 965.